Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm. Tiêu không sót tiền và kiếm lời bằng mọi giá. Nghèo thường đi đôi với tiết kiệm, nhưng cái cách mà Việt Nam chi tiền trong thời gian chống đại dịch Covid-19 vừa qua chứng tỏ ngược lại. Việt Nam nghèo nhưng không sót tiền bạc. Bộ Y tế là người khống chế giá sàn 10 USD tương đương với 238.000 đồng cho một xét nghiệm COVID. Đó là giá tối thiểu mà người dân phải thanh toán, chưa nói đến nhiều nơi tăng giá lên đến 300-400.000 đồng, thậm chí có nơi là 730.000 đồng tại Bệnh viện Hà Nội Đồng Văn cho một xét nghiệm. Đây là hình ảnh vụ phá cửa cưỡng bức một phụ nữ đi xét nghiệm ở Bình Dương gây kinh hoàng cho dư luận trong và ngoài nước. Như các nguồn tin từ mạng xã hội Vietnamnet, bộ tự xét nghiệm Nanotech của Đức có giá bán dao động từ 10 euro đến 50 euro cho một hộp bao gồm có 25 xét nghiệm, tùy thuộc số lượng giá cả sẽ rẻ nữa. Trong siêu thị, một bộ tự xét nghiệm Nanotech có giá 0,95 euro, tức là chưa đến 1 euro, mua 7 xét nghiệm thì 5,94 euro, tức là tương đương với 0,85 euro. Mua số lượng lớn thì 10 euro cho 25 xét nghiệm, như vậy giá thành chỉ có 0,25 euro. Tức là tương đương với 0,30 USD, tức là tương đương với 7.200 đồng cho một lần xét nghiệm. Trung bình, sau khi người ta, dân ở Đức chỉ phải trả khoảng 1 USD cho một xét nghiệm, thì dân Việt Nam phải trả đến 10 USD. Theo thống kê, vào năm 2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì thu nhập GDP bình quân đầu người của Đức là 51.000 đô la, đứng thứ 24 của thế giới, lớn gấp cơm 14,3 lần của Việt Nam chỉ có 3.600 đô la, đứng thứ 144. Vị trí người Việt Nam đã chịu chi phí cho một xét nghiệm đắt hơn ở Đức đến khoảng 140 lần. Nếu lấy xét nghiệm thấp nhất được biết ở Việt Nam là 170.000 đồng, tức là tương đương với 7 đô la, và giá cao nhất là 730.000 đồng, tương đương với 30,45 đô la, thì người Việt Nam chịu chi phí cho một xét nghiệm đắt hơn người Đức trung bình trong khoảng từ 98 lần đến 435 lần. Ngoại trừ Trung Quốc, không có nước nào xét nghiệm toàn thành phố từ 5 đến 10 triệu dân để truy vài chục ca nhiễm như ở Việt Nam. Trong khi các nước chỉ xét nghiệm điểm thì Việt Nam lại xét nghiệm đại trà. Trong khi các nước sau khi tiêm không phải xét nghiệm thì Việt Nam vẫn xét nghiệm. Vừa xét nghiệm ở tỉnh này đến tỉnh khác lại xét nghiệm tiếp, xét nghiệm liên tục. Có trường hợp phá khóa cửa, ập vào nhà dân để bắt đi xét nghiệm như là tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở Bình Dương chẳng hạn. Chưa có được số liệu chính thức, nhưng ước tính có khoảng 50 triệu xét nghiệm đã được tiến hành, tương đương với khoảng 500 triệu USD đã phải chi trả, hoặc từ ngân sách hoặc từ túi người dân phải tự bỏ ra. Cuối cùng quy lại cũng là túi của dân cả thôi, vì đó là tiền ngân quỹ nhà nước, cũng là tiền thuế của dân. Đó là các nước nên tiền túi của người nghèo chuyển sang tiền túi của người giàu, đó là Việt Nam. Đây hình ảnh bộ tự xét nghiệm trong siêu thị Đức giá niêm yết chỉ có 0,95 euro. Còn mất bao nhiêu tiền cho nước ngoài như vậy nữa? Bộ Y tế trả cho Vingroup 84 triệu 120.000 USD để có 25 triệu xét nghiệm, trung bình là 3,36 USD một xét nghiệm. Còn Vingroup mua của nước ngoài giá như thế nào? Biết tính giá thành về đến Việt Nam thường là khoảng 1 USD trên một xét nghiệm, thì Vingroup thu lời trắng luôn 59 triệu 120.000 USD. Nếu tính giá thành là 1,5 USD trên một xét nghiệm, thì Vingroup cũng thu lời tới 46 triệu 620.000 USD. Và đừng nói rằng bộ tự xét nghiệm Nanotech của Đức là kém chất lượng. Việt Nam sử dụng loại xét nghiệm như Nanotech của Đức là đủ an toàn. Nước Đức chấp nhận được thì Việt Nam cũng chấp nhận được. Nếu Bộ Y tế mua 25 triệu xét nghiệm Nanotech của Đức thì giá thành trả cho nước ngoài chỉ khoảng 10 euro, tức là 11,7 triệu USD về đến kho của Việt Nam, bằng đường hàng không cũng không quá 14 triệu 120.000 USD, thay vì phải trả tới 84 triệu 120.000 USD cho Vingroup. Sinh viên tốt nghiệp ra trường chỉ có mức lương từ 200 đến 300 USD một tháng, mức lương tối thiểu của người lao động chưa đến 190 USD một tháng. Nghèo đến như vậy mà quyết định chi cho một xét nghiệm đắt hơn các nước giàu có đến cả chục lần, chỉ có là ở Việt Nam mà thôi. Một đất nước nghèo nhưng không biết xót tiền. Tục ngữ Việt Nam có câu là lá lành đùm lá rách, còn dịch bệnh lại là đại họa, sao có thể nhân lúc người dân khốn đốn, lâm vào đại họa mà lợi dụng kiếm lời như vậy? Vingroup phải suy nghĩ điều này, và ông Phạm Nhật Vượng cũng vậy.
đều có liên quan. Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm như vậy? Đây là hình ảnh công văn mật của Bộ Y tế đề xuất với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái duyệt cho tập đoàn Vingroup trúng thầu chỉ định 2.000 tỷ đồng để bán 131 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 cho 5 tỉnh phía Nam, được tiết lộ trên trang Facebook của Người Buôn Gió. Bộ Y tế không thể chối bỏ trách nhiệm về quy định giá sàn tối thiểu là 238.000 đồng cho một xét nghiệm. Đó là căn cứ để những kẻ kiếm lời trên nỗi khổ của người dân nghèo nâng giá không hề thương xót. Bộ Y tế cũng không thể chối bỏ trách nhiệm vì đã mua hàng triệu xét nghiệm với giá đắt hơn rất nhiều giá có thể mua được. Và số tiền chênh lệch này chui vào túi ai? Đó là câu hỏi rất lớn được đặt ra. Bộ Y tế cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc cho phép các công ty được phép nhập khẩu tự tiện quyết định giá bán các bộ xét nghiệm cho các địa phương với công văn giới thiệu và hướng dẫn giá cả của Bộ Y tế. Và Bộ Y tế cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc xác định không đúng chiến lược về xét nghiệm, dẫn đến tình trạng xét nghiệm tràn lan ở khắp các tỉnh thành, tiến hành hàng chục triệu xét nghiệm lãng phí. Lãng phí về tiền bạc, lãng phí về thời gian. Bộ trưởng Bộ Y tế là người chịu trách nhiệm lớn nhất của Bộ Y tế, dù là giao cho ai phụ trách. Và lãnh đạo các tỉnh thành cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong lãng phí xét nghiệm thuộc phạm vi nội bộ của tỉnh thành của mình. Trước hết là xét nghiệm tràn lan, sau đó là không xác định được đúng giá xét nghiệm, làm người dân bị xét nghiệm không cần thiết và phải trả giá quá cao cho những xét nghiệm này. Cũng đừng biện hộ rằng nhiệm vụ xác định giá là không phải của lãnh đạo tỉnh thành. Đây là hình ảnh rất nhiều báo chí trong nước đã đăng bài phản ánh tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID. Lãnh đạo tỉnh thành quyết định chi trả cho xét nghiệm mà không biết giá cả của xét nghiệm thì quyết định làm gì? Lãnh đạo tỉnh thành có con đường riêng để xác định giá. Nếu phải tự bỏ tiền túi ra chi trả cho hàng triệu xét nghiệm thì bí thư và chủ tịch các tỉnh thành có biết giá trị thực của mỗi xét nghiệm hay không? Đây là một câu hỏi. Bộ Y tế là của chính phủ và chính phủ đã trao quyền cho Bộ Y tế thì chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của Bộ Y tế trước quốc dân đồng bào. Chính phủ có Bộ Tài chính để kiểm soát giá cả, có nhiều con đường để kiểm soát giá cả, thế mà vẫn để lọt những sai phạm to lớn đến như vậy. Đã không chỉ một lần kiến nghị Thủ tướng cần có một nhóm chuyên gia y tế làm cố vấn độc lập. Ngoài Bộ Y tế, nếu có một nhóm chuyên gia y tế độc lập song song như vậy thì đã không có xét nghiệm đại trà hàng loạt xảy ra như thời gian vừa qua. Nhân sự thành viên của chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế là do Bộ Chính trị quyết định. Nhân sự bí thư tỉnh ủy các tỉnh thành cũng do Bộ Chính trị quyết định. Cho nên, trách nhiệm ở mức độ cao hơn nữa lại thuộc về Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức vụ luôn gắn liền với trách nhiệm, người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất. Nguyên nhân chính là nhân sự và sở hữu nhà nước. Đây cũng là điều mà dư luận đặt ra. Nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng xét nghiệm, đại trà và lãng phí như ở trên? Trong số nhiều nguyên nhân, có 3 nguyên nhân chủ đạo. Nguyên nhân thứ nhất là nhân sự. Dịch COVID đã phơi bày sự yếu kém của nhiều nhân sự cấp cao. Nhân sự cấp cao là của Đảng. Lựa chọn nhân sự cấp cao là công việc cũng của Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới hôm 2 tháng 10 tuyên bố rằng sẽ xử lý nghiêm vi phạm chi phí phòng chống COVID. Nguyên nhân thứ hai là sở hữu nhà nước. Vì ngân sách nhà nước mới dẫn đến cách tiêu tiền vô tội vạ như vậy. Nếu là sở hữu tư nhân thì đã không có giá xét nghiệm cao và đã không mua nhiều xét nghiệm đến thế. Nguyên nhân thứ ba là do cơ chế. Cơ chế mới dẫn đến cách mua bán thiết bị y tế và cách xét nghiệm diễn ra như vậy. Và dư luận đặt ra yêu cầu là cần phải chấm dứt xét nghiệm đại trà. Trong đại dịch, vẫn nhiều người muốn kiếm lời to. Vaccine là nguồn lợi lớn, nhưng bộ xét nghiệm còn là nguồn lợi nhanh hơn, nhiều hơn nữa. Đã tiêm vaccine rồi thì không phải xét nghiệm nữa. Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì được lưu thông khắp mọi nơi trong cả nước. Chỉ đối với nước ngoài thì phải tuân thủ theo luật của nước sở tại. Chẳng hạn đến châu Âu thì tiêm 2 mũi VRC của Trung Quốc không có giá trị và phải xét nghiệm nhanh tại chỗ lại. Một điều đơn giản cần nắm rõ là khi đã tiêm 2 mũi vaccine thì xác suất lây nhiễm lại cũng tương đương với xác suất sai sót của xét nghiệm. Vì thế, xét nghiệm cho người đã tiêm vaccine là lãng phí. Người đã tiêm vaccine dẫu bị nhiễm lại thì ít bị bệnh nặng và khả năng tử vong nhỏ hơn nhiều so với khi chưa tiêm vaccine. Cũng cần phải chấm dứt cách xét nghiệm đại trà toàn thành phố, tốn kém và vô ích. Đó là kiểu Maoist, tàu làm được không có nghĩa là Việt Nam cũng phải làm được.
Lịch sử mấy chục năm gần đây cho thấy học theo Maoist, điều gì là tai họa thì điều ấy cũng sẽ đổ lên đầu người dân mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 với bản tin Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.